bỏ tay ở dưới bên này. Ngủ luôn rồi. Ngồi chờ nó đông mệt quá. Giờ biết giờ nào nó mới đông ta? Chắc mấy tiếng nó mới đông không ta? Thôi để cho nó đông đi, mình đi thả bò. Chứ giờ ngồi chờ hoài. Đây là thành quả nè. Cái này là nguyên một sớm ăn được luôn nha mọi người. Đó, nguyên một cái nồi to nè. Trâm làm gì đây? Trâm nó đi héo nhân sâm rồi. Nhưng mà mình phải phơi cho nó héo héo một tí đây. Là mình phơi cho nó héo héo một cái ha. Xong rồi là mình sẽ bắt đầu giả. Chị He thì đang bầu cái gọi là gì vậy? Mực non. Gọi mực non. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ vô. Này mình đã rửa nước muối sạch sẽ rồi. Sau đó là mình để phơi cho nó héo nha. Vô cho vô chút nước. Chờ xíu nè. Mình lựa ra cái gì. Nó có lá gì tầm bậy trong đây, nữa em cái tách nữa. Rửa kỹ lắm nào ra, rửa ngâm nước cuối này nọ. Ồ, có lá giòn nữa nè, nó không á, vô làm nhân xăm, tự nhiên tôi thấy nhân xăm nó chua chua là hiểu rồi đó, có lá giòn nữa. Này. Bả nè. Cái này là ai thấy nó đi à. Bảo không bảo, giỏi thấy không. Cái tớ, mắt của mình một rưỡi mà. Chào mẹ. Chào mẹ. Chào mẹ. Nước đó là đã nấu cái chậu để nó dày mà. Cái nước này là nấu nấu nước sôi để nguội. Ít à. À mình để giỏ rồi để nó dày nước. Tao tao á. Phải coi sức mình mạnh phi thường của mẹ tính coi đâu. Dày nào. Chắc cái không không bỏ nước qua mà không bỏ nước làm sao bảo bảo thêm vô không? Bỏ thêm vô cho nó nhiều. Bỏ vô đây lắm. Con giải tao. Thấy vậy anh. Mà cái chày này mà sớm giờ bọn quay phim tướng đâu là lá cái chày giả tiêu á quý vị. Anh nghĩ sao lấy giờ chày giả tiêu vậy? Rồi giả tính me chưa thấy cái đống này hái cái đống này á. Người ta là người ta chỉ còn một nhúm thôi là nó ra được mấy tô rồi. Còn cái này là giả nguyên cái này là mờ nguyên một xóm luôn. Ào giả là cái tiêu này giả cái gì nè. Đây con giả cho. Mẹ ngồi mẹ lẹt cái ấy lên. Cái này đúng rồi giả cái gì? Chày bông to luôn á. Bum bum sát cùng bum. Rồi cái gì nữa quay rồi. Bum bum đút luôn. Mẹ biết luôn hả? Đặt một trong ánh lửa không? Trời ơi. Muốn ăn cực quá đi. Cái này đúng là kiểu mà muốn ăn lên vô bếp luôn á. Đi mua cũng được nhưng mà mình héo như vậy mình làm như ngày xưa nè. Nhiều quá mẹ. Thìa, một gram một thìa trẻ tay. Một thìa. Rồi đây còn một thìa rưỡi cho mẹ hai thìa nữa đi. Rồi qua thìa nữa. Đây, 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 như vậy. Cái này chắc chắn cân được luôn á. Nè, cái này giảm cân được nè, giảm cân được. Hây. Đây, 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 đây. Cháy cho cô. Chưa gì thấy mày rồi đó. À quên, e nghĩ sướng đâu. Hồi xưa á, tiền đâu mà mua lên núi đi thả bò hé không cái chi. Nhiều dưới mẹ từ từ. Đây hả? Để lại lấy cái thao, hút ra.
cái sông đó con à. Móc ra. Tôi không bỏ tay đâu. Đó. Đây mẹ. Nói rồi, lấy cái chày giả tiêu giả cho nó đỡ mỏi tay mà không nghe. Biết cái chày về về cá rồi. À mà cái chày này mới đúng chứ. Cái này nó mới nhanh á. Mà qua mỏi tay chút. Học sinh giỡn gạo dài con cũng làm thay ngày xưa giỡn gạo là toàn làm cốm. Làm cốm cũng làm bằng giống này phải không ạ? Mấy cái chài với mấy cái cối này là từ cái đời đỡ nào đâu rồi đi mượn á. Mấy chục năm không á. Ủa mặt của con bỏ tay rồi mẹ ơi. Mẹ lỡ đi. Con nghỉ xíu. Mấy trăm bỏ cuộc. Muốn ăn thì lên vào bếp cho anh quay phim để nghỉ miếng nào. Rồi anh vô anh giả đi thì em đi. Ê, đây. Anh trai. Đây. To be không to be. Đánh kiểu đó là ngon giả được nè. Chân trước chân sau đó con à. Tại quá đi chân cũng lắm đấy nè. Cái lòng lặng lẽ cái chén múc khúc cho tóm nào không đậu.
Rồi 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 rồi. Bao nhiêu nước đó? Rồi rồi rồi. Rồi 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 rồi. Bỏ thêm lại đây. Đó, bỏ thêm nước ít ít thôi, không 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 rồi. Nhiều lên chứ. Mày đi thao không để nó cầm cái trò. Sao không đông được trời. Nó không đông mình đủ cái sớm lại thôi cho nó đông. Từ ngày mày đâm vô tay con rồi đâu. Đâm vô tay con to đi. Mô hoặc có một non để mà lòn ăn vô là chết. Non với biển to á. Trời trời. Mắt mày buồn. Cái đống này là mẹ nhiều ráng đó chứ. Để nó một đống luôn nha. Được rồi. Còn nhỏ là lần qua hết rồi mới biết chứ không mà lấy đâu mà biết. Hồi đó bà ông bé cuốn cái lá diếp cá. Bệnh bệnh trong ông lấy giá diếp cá mẹ. Ông cũng giả ra ông vét nước. À cho cuốn á. Rồi cái ông bỏ vô trong cái che nước. Xong ông cột nó vô cho cái dây. Ông thả xuống cái giếng. Qua ngày hôm sau kéo lên uống lạnh mất luôn. Mà nghe mùi của diếp cá sợ quá. Ừ. Đây. Còn tay rồi cái miếng đi. Chiều qua dẫm xuống. Cứ bán nhân xong xong rồi dẫm đi xuống ta bò. Ngủ đây, ngủ đây. Hồi xưa là lạc bằng cái miếng dễ mùng. Đây nó đẹp như vậy. Ít nước quá mà. Ngày xưa là lạc bằng dĩa mùng. Thank you.
trời nó đông mệt quá. Giờ biết giờ nào nó mới đông ta? Chắc mấy tiếng nó mới đông không ta? Thôi để cho nó đông đi, mình đi thả bò chứ giờ ngồi chờ hoài. Đây là thành quả nè. Cái này là nguyên một xóm ăn được luôn nha mọi người. Đó, nguyên một cái nồi to nè, một cái thau nè. Đây, đó. Này là nguyên một xóm luôn. Mình sẽ đi chợ, mình mua cái ly nhựa về. Rồi mình chuẩn bị đồ nghiệp hết xong xuôi á là mình sẽ đi mời bà con tới ăn nha. Chữ bán bồ lúa chữ không được nè mọi người. Có đèn không? Có chứ, đèn xe mẹ có mà. Cái đèn xe kia kìa. Có, nó lùa cá đèn xe rồi nó đem pin theo nữa mà. Làm. Nhưng thôi để mà ông rác xuống giờ học là chữa không được. Lùa được nhưng mà chữa lúa không được là rinh lên bừa cháy luôn á. Bỏ gần vô luôn nè. Đưa cái muỗng mày quấy. Lấy cái muỗng bự bự chứ trời. Cái đó bỏ gì mà? Bỏ vô cho nó đẹp đẹp ra đi. Bột nang cho nó đẹp đẹp. Sao mẹ ăn ly, mẹ ăn trước mình đây vậy? Ăn trước cô, để con chỗ đẹp để con đi lấy ly. Có này cái cần đập phá không đi? Cái bộ ly chấm bi này chắc cũng khoảng mấy chục năm rồi, 15 năm. Ba mất con 15 ba tuổi. Ba mua thêm 5 muỗng. Nhưng mà cái này cũng ngày xưa sửa rồi mà. Thì đúng rồi, nhưng mà bạn mua thêm 5 muỗng nữa. Nhưng mà cái bộ ly ngày xưa của ba còn ăn. Còn có một chục thôi. Còn một chục. Mà giữ mấy chục nè, mua phải. Bẻ ra nè. Thì đó, nó mất miết vậy. Thôi dùng đi chứ đừng nghe uống nó đau mà đau. Thế nước đó mẹ. Con nghe nước mùi thơm nghe. Rồi cái con này đập đó. Ô, đó rồi. Đó, mình sẽ két nó ra. Rồi, đặt cái tay vô. Đây mọi người, nhân sâm nè. Cái này là ăn lãng nha, không thích ăn ăn đẹp đâu. Cũng vậy. Nhưng sao gì mà mày khó quá đi. Đàn ông à. Mấy ngày trời mày nắng nắng vậy đang ăn ăn sân xăm rồi đúng rồi mà. Mẹ múc gừng nhiều lên mà. Sao nó lãng vậy? Nó lãng, nó chưa được đẹp. Mày để cho nó ấy thêm xíu nữa đi, chưa đẹp mượn. Mình ăn á, để nó nấu lại được chút nữa. Đó, xong xong là bỏ xíu nước dừa. Cái cốt dừa. Ôi trời, mình ăn biết ngon cái dừa mà kệ, ăn cho nó mót. Ăn là chắc ngon đã hết đi. Ăn cho mẹ vui đi mà, công sức mẹ nấu nước đường nè. Ăn thử chị ha. Ở đứa mẹ trước đi chứ. Đính lọ đấy thọ quay. À dạy cấm chứ còn nói ai sợ. Ngon. À bả bả cục cho con. Cục. Nó tròn á. Tròn nhiều quá.